Việt đậm chất Á Đông, tuy nhiên vẫn toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Một câu hỏi đang gây rất nhiều mâu thuẫn trong đầu bạn. Hãy để chúng tôi giải quyết khó khăn của bạn. Được sản xuất bởi công ty cổ phần gạch ngói đất Việt, ngói Tráng Men là sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường gạch ngói đất sét nung Việt Nam hiện nay. Với công nghệ tráng men một lần trên sản phẩm mộc, đây là công nghệ tiên tiến và duy nhất tại Việt Nam. Vậy vì sao đây là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam? Công ty cổ phần gạch ngói đất Việt là đơn vị đầu tiên áp dụng thành công công nghệ nung men một lần trong lò tuy nen tại Việt Nam. Do đó, men màu có các đặc tính như sau. Men màu sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Men màu nung ở nhiệt độ cao, xấp xỉ 1200 độ, mức độ kết khối bền vững. Men màu được cấu tạo từ nhiều lớp, lớp phủ bóng, lớp tạo màu, lớp bám dính, vân vân. Do vậy, yếu tố khí hậu và thời tiết mưa ẩm, nóng bức hay băng giá đều không ảnh hưởng tới độ bền của sản phẩm. Độ đồng nhất giữa bài phối liệu phức tạp của xương và men là yếu tố then chốt tạo nên viên sản phẩm bền vững, thách thức với thời gian, thách thức với thời tiết. Các lớp men được phun trực tiếp vào sản phẩm mộc, độ thẩm thấu rất cao của men vào sản phẩm tạo ra sản phẩm có độ bền vững tuyệt đối. Sản phẩm đảm bảo về độ bền đẹp với mẫu mã đa dạng, được bảo hành trọn gói. Sản phẩm đẳng cấp dành cho những ngôi nhà đẳng cấp. Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.